Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chừng 30 km, Hợp Tiến là một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Đồng Hỷ. Nơi đây có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Dao chiếm số lượng lớn. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đẹp, những địa danh nổi tiếng, mà đến với khu Việt Bắc, quý vị và các bạn có cơ hội trải nghiệm và khám phá những cuộc sống của các dân tộc nơi đây. It was so nice to be here to learn about the Red Dao culture, to learn about the herbs, to experience the healing bath, and of course get. Chào anh ạ. Chào anh. Xin mời vào nhà uống nước. Anh Tiến ơi, em được biết là ở đây mình có một bài thuốc để có thể tắm được để chữa bệnh đúng không anh? Vâng, ở mình đây có rất là nhiều cách tắm. Có thể là nhà mình có tắm chữa bệnh này, tắm sau sinh bà mẹ sau sinh ấy. Vâng. Nhưng mà đặc biệt hơn là gần đây nhà tôi đang mở rộng cái dịch vụ tắm chữa bệnh của bài người Dao. Master Tim, can you explain what your treatment all includes? Mình có những cái bài thuốc gồm tắm giải cảm để giảm đau nhức xương khớp và có thể hỗ trợ chữa bệnh về những cái bệnh do thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, và có người thì đi gặp nắng mưa và đau mỏi người ấy, thì tắm cũng được. Đặc biệt hơn có thể là có thêm cả những cái cách tắm mà có những người bị mẩn ngứa ngoài da do nhiễm trùng, cũng có thể có những nhiều cái bài thuốc tắm khác nhau. Rất là thú vị đấy ạ. Vậy anh có thể dẫn chúng em đi hai lá với ạ. Vâng. Từ xa xưa, người Dao ở nước ta nói chung, ở Hợp Tiến nói riêng, đã có vốn tri thức bản địa về thực vật làm thuốc chữa bệnh rất đa dạng và độc đáo. Trong đó có bài lá tắm thuốc được nhiều người biết và tin dùng. Không biết từ bao giờ, dù mùa đông hay mùa hè, những thế hệ người dân tộc Dao đỏ đều sử dụng những loài cây cỏ khác nhau để đun nước tắm chữa bệnh. Cây này là cây tắm của người Dao, mà có thể người Tây người ta gọi là cư mờ phi. Có công dụng của cây này để nó thoát khí. Mọi người tắm xong là nó thoát được cái mồ hôi ra và đường kinh lạc nó sẽ thông. Đây, cây này nữa. Cây này có cái công dụng. Vâng, tắm nó có tinh dầu. Vâng, được rồi đấy ạ. Được rồi. Vâng. Okay. It's good. Just try. Thế là ta có thể là cuốn mà mang về đúng. Cái này có tinh dầu mùi thơm. Nó giải cảm rất tốt và đồng thời qua cái tuyến thần kinh. Đây, ngửi xong nó mùi thơm. Vò. Đây. Mọi người gửi. Đây, có cái tinh dầu. Đúng rồi, có cái tinh dầu nó giải cảm, đồng thời nó thông kinh lại rất tốt, trừ phong thấp. Rồi, chúng ta lại lấy cây này. Can you, yeah, good smell. Đây. What is it called? Cây này. Đấy, anh chặt đi. Vâng. Đấy, đâu mà đấy, đúng cây đấy. Vâng. Cây này thì là cây vọc cách. Vọc cách ạ? Vâng, cây vọc cách. Cây này có một cái tính cũng là tinh dầu rất thơm và đồng thời giải cảm cũng rất tốt, thông kinh lạc và đồng thời được thêm một cái chức năng là về gan. Gan. Như vậy là tất cả những cái loại cây mà chúng ta đang lấy ở đây thì đều có công dụng riêng đúng không anh? Vâng, công dụng vâng. Mỗi cây có một công dụng, và một vài thuốc rồi nó công dụng riêng. Vâng. Khi vào gan thì chống ngứa, mẩn ngứa, da rẻ sẽ hồng hào đẹp da. Vì chống mẩn ngứa. Cái này nó tốt chức năng vào gan. Còn đây một vị nữa. Đây. Đây là cây gì ạ? Cái này là thiên nhiên kiện. Cái này là thiên nhiên kiện trong cái dễ này có tinh dầu và đồng thời cái này chống được cái phong. Wow. Phong thấp có nghĩa là cái người bị bạch do đi cảm rõ này, gặp lạnh đúng không ạ? Lạnh ấy, về tắm qua cái mùi vị này nó thơm này. Và đồng thời nó giải quyết luôn. Dân gian mình gọi là đầu lao ấy. Còn đây một cây nữa. Cây rừng này thì một cái cây ở rừng mình thì nó nhiều cây thuốc mà. Rất là quý. Ở cây này thì là cái cây có thể gọi là cây răm rừng. Cây răm rừng. Vâng, răm rừng. Vâng, cái rễ của nó là ngâm rượu rồi xoa bóp mà bầm tím ngã đau cái này là rất tốt. Đấy, chúng ta ngửi thử xem. Ngửi cái mùi vị. Đấy. Y như dâu răm. Và nó có cái công dụng của nó là phá được cái công huyết. Vâng, đúng rồi, giống dâu răm. Plants, do they grow wild? Here. Đây là rừng thư mộc ạ. Can you tell me how did you learn
about these different plants? Thứ nhất là cây thuốc thì tôi được từ bé là bố mẹ, ông bà bố mẹ đã dẫn tôi đi rồi thì nếu mà để Nhật biết cây thuốc thì nó cũng phải rất là mất nhiều thời gian. Có thể là anh phải tìm hiểu từ trong sách này, tài liệu này, có người chỉ dẫn này thì mới nhận được. Như vậy là những cái cách mà anh nhận biết những cái cây này đều là do gia truyền đúng không anh? Vâng, vâng. Đầu tiên để nhận biết cây thuốc ấy, phải nhận ngay cái cây độc tính trước. Nhận độc tính cây có độc tính, giả dụ như cây lim này chẳng bao giờ, đây có cây lim đây. Cây lim này chẳng bao giờ có một con sâu nào đã lá nó cả. Thế nên mình chỉ nhặt ra từ cái cây độc trước mình loại bỏ. Thế thì ngoài ra những cái cây kia đều có thể áp dụng chữa bệnh được. And is he teaching his children and his family now? This is like a nature university. Excuse me, what is this? Can we use this mushroom? Đây là một cái nấm rừng. Vâng, nhưng mà có nhiều cái nấm rừng khác nhau. Những cái nấm này thì mình không thể rõ nguồn gốc nó, cho nên là nó độc, có thể có độc tính. Lá tắm đã trở thành phương thuốc không thể thay thế mỗi khi gia đình có người đau ốm, mệt mỏi hay phụ nữ mới sinh, trẻ em nhỏ. Khi người vợ mới sinh, người chồng sẽ lên rừng hái lá thuốc để về nấu nước tắm cho vợ. Người Dao cho rằng sau khi sinh 3 ngày, chỉ cần tắm lá thuốc trong vòng 7 ngày thì người phụ nữ sẽ thấy khỏe trở lại và phòng tránh được đau ốm về già. Hay bất kỳ ai khi thấy mệt mỏi do thay đổi thời tiết đều tìm đến bài lá tắm độc đáo này. Đây là truyền thống từ lâu đã đi vào tiềm thức của đồng bào dân tộc Dao đỏ từ người già đến lớp trẻ. Bây giờ là nước lúc đấy thì chúng ta đun ấy. Đã được rồi, nhưng trước khi vào tắm thì mình phải uống cái nước này. Vâng. Thế mọi người uống cái nước này thì cái công dụng của nó để nó ở bên trong trước. Khi mình từ bên trong này thì mình tắm, cái nước thuốc nó không ngấm qua da và vào và nó không gây cảm. Sau khi uống cốc nước do anh Tiến đưa, tôi và anh Ramin cùng trải nghiệm tắm lá thuốc. Chúng tôi tắm trong những thùng gỗ được làm từ gỗ cây pơ mu. Đây là loại gỗ có chứa nhiều dầu thơm. Khi pha vào nước nóng, mùi thơm của gỗ sẽ hòa quyện với mùi dược liệu, tạo thành một thứ hương vị đặc biệt quyến rũ, rất khó quên. Các bạn vừa tắm xong rồi, thế cảm giác của các bạn tắm thế nào ạ? Em thấy là nước thì rất là nóng và cảm giác như mình đang được xông hơi vậy. Cảm giác rất sảng khoái anh ạ. Và Ramin, how you feel? I feel much better. I was very sore, my muscles were very sore. And now I feel very relaxed. Thế bây giờ mời các bạn vào đây để bấm huyệt nữa. Và mình tắm xong thuốc rồi, bấm huyệt nữa để lưu thông khí huyết thì con người mới thật sự là hoàn hảo trong cái vụ tắm này. Vâng, thế xin mời ạ. Chúng tôi được anh Tiến, một thầy thuốc đông y ở đây, thực hiện các thao tác xoa bóp, bấm huyệt, giúp lưu thông khí huyết, chữa các chứng đau đầu, đau cơ, thần kinh tọa. Thực sự sau quãng đường di chuyển đã thấm mệt thì được xoa bóp bấm huyệt đã giúp tôi và anh Ramin cảm thấy rất thư giãn và sảng khoái. Thưa quý vị và các bạn, những bài thuốc quý của người dân tộc Dao nơi đây được rất nhiều người tin dùng và biết đến vì những lợi ích tuyệt vời của nó mang lại. Có rất nhiều những bài nghiên cứu giúp bảo tồn và phát triển hơn nữa nguồn tài nguyên quý giá này. Tuy nhiên, việc bảo tồn thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, cần có những biện pháp thiết thực hơn, những kế hoạch hành động cụ thể hơn nhằm bảo tồn những giá trị y học của dân tộc trong đời sống hiện đại ngày nay. Và xa hơn nữa, đó là nghiên cứu để tạo ra chuỗi dịch vụ gắn với hoạt động du lịch của địa phương. Và đến đây thì chuyên mục Thái Nguyên Corner của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.